Dạ, dạ xin hân ái kính chào quý cô chú bác anh chị yêu thích mai vàng trên cả nước ạ. Hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang cũng như là kênh Bonsai Cần Thơ 168 quay trở lại với bãi kiển của Khả Như ở gần cái chợ Cái Tắc Hậu Giang cô chú anh chị nha. Xin chia sẻ cùng cô chú anh chị một số phôi mai tứ quý có nha cô chú anh chị, phôi mai vàng cũng có luôn. Đế nơm, đế quá nha cô chú anh chị nha. Chúc cô chú anh chị xem clip thật là vui và chọn được những cây những phôi mai ưng ý cho mình cô chú anh chị ha. Số điện thoại của Khả Như thì lúc nào cũng có trên phần mô tả với phần tiêu đề. Quý cô chú anh chị ưng ý phôi nào thì mình liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Khả Như giúp kênh giùm em nha cô chú anh chị. Rồi, bây giờ em xin phép vào clip giới thiệu luôn nha cô chú anh chị nha. Dạ rồi em chào Khả Như ơi. Dạ. Chào Phương. Dạ. Chào quý quý cô chú ạ. Bữa nay con lên được 17 phôi, 10 phôi mai tứ quý và 7 phôi mai vàng ạ. Dạ. Mong quý cô chú ủng hộ ạ. Dạ rồi. Vô cây đầu clip luôn nha. Dạ, cây này cây đầu clip để con vô luôn cho khỏi mất thời gian quý cô chú nha. Dạ. Dạ. Một phôi tứ quý. Một cây tứ quý. Trực đế nôm cộng rất lực hết quý cô chú. Chia cành thì có đủ cho quý cô chú ghép luôn ha. Bộ đế thì khỏi bàn rồi, không trống nào hết, nôm xuống khoảng 2-3 tấc ha. Dạ, nôm đều luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này rất khá cây quý cô chú ơi. Rồi, bắt đầu em vô thông số luôn ha. Rồi. Hoành thân tại vị trí này là 38 ha. Dạ, hoành 38. Xích xuống ngay chỗ đầu rễ này. Đầu rễ là 45 ha. Dạ. Nên em lấy hoành chuẩn 38 nha. Chiều cao của nó là 103 ha quý cô chú. Đường kính bầu là 54 ạ. Đế sổ nôm của em nó là 30 ạ. Dạ. À, một cây tứ quý đế nôm rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cây mã số 1 này em xin giao lưu với giá là 7 triệu đồng em bao phí toàn quốc ha quý cô chú. Dạ, 7 triệu một cây tứ quý đế nôm. Để như ghế đế nó còn nhiều lắm ha quý cô chú. Hôm nay nè mà em sợ yếu cây em khai thác nhiêu đó được rồi. Dạ. Còn nhiều lắm. Nè, dễ ăn cắm 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 xuống nhiều lắm. Em không có dám móc bọng như mấy anh chị kia ha. Sợ yếu cây lắm. Dạ rồi, 7 triệu là mã số 1 nha cô chú anh chị. Rồi, mình đổi cây luôn nha. Dạ, mã số 2 nha cô chú nha. Dạ. Một cây tứ quý mã số 2 đế cũng khá đều ha quý cô chú. Tổng đế lực lực không ha, chi cành thì đủ lùng lực. Bóp chót ha quý cô chú. Chi cành tứ diện luôn cô chú anh chị. Cái này mình ra tược là mình ghép mau chơi luôn nha. Cây của em bao sống khỏe ha quý cô chú. Rất mạnh cây nha. Cây này tới hai lớp rễ luôn nha cô chú anh chị. Okay. Cho em xin thông số luôn nha. Hoành thân tại vị trí này là 30 ha. Dạ, hoành 30. Chiều cao của nó là 84 ạ. Dạ. Đường kính bầu là 54 ạ. Dạ rồi. Dạ. Rồi, cây mã số 2 này em xin giao lưu với giá là 6 triệu đồng ha quý cô chú. Dạ, một cây tứ một phôi tứ quý 6 triệu nha cô chú anh chị. Nó có cái lỗi ở đây là nhưng mà lành hết rồi theo quý cô chú ơi. Nó kéo mà cắt hết rồi. Hồi đó dạ. Chấp da một chút. Chắc cũng 5-7 năm rồi. Cây này lùng lực rất dễ thương ha. Có chi cành đều tứ đều hết nè. Trời, 6 triệu 500 ngàn. 6 triệu. 6 triệu hả? À? Em ăn giá 500 ngàn. Rồi 6 triệu thôi nha cô chú rồi, anh chị. Mã 6 triệu mã số 2 ạ. À. Dạ rồi. Dạ. Này có một phô mai tứ quý đó ha quý cô chú.
dáng quái ha. Đó, tay cành nó nhìn nó quái quái nha cô chú anh chị. Nhìn y như con công á quý cô chú. Cái mỏ nè, hai cái cánh ra nè, cái đuôi nè. Này em trừu tượng thôi nha quý cô chú. Dạ, em chào ngoại. Dạ rồi. Cây này đế như một măng đó quý cô chú, dạ. Đế thì đều hết tứ diện, cộng nó uốn lượn nha. Cây này cũng khá đẹp cây ha quý cô chú. Này thân nó dặn nhẹ quá nha cô chú anh chị. Ở dưới thì nó dót lên như búp măng vậy. Dạ. Ở trên này thì tay cành cũng có luôn nha cô chú anh chị. Cái này là tay cành đủ quá mà. Dạ. Không thiếu đâu. Rồi, em vô không số luôn rồi. Dạ. À, dưng. Rồi, hoành thân tại vị trí này là 43 ha. Dạ rồi, hoành 43. Xuống ngay đây, hoành tính 43 thôi. Dạ. 43. Chiều cao của em nó là 96 nha. Dạ rồi. Đường kính bầu dài nhất là 53 ạ. Dạ. À, nhìn cây tứ quý này nó cũng chi cành cũng quái quái nữa nha cô chú anh chị. Cây này thuộc cây quái ha quý cô chú. Dạ, mã số 3. Mã số 3 này em xin Zalo với giá là 7 triệu đồng ha quý cô chú. Dạ, phôi tứ quý 7 triệu. Dạ rồi. Rồi đổi giùm em luôn rồi chị ha. Dạ rồi. Tiếp tục là mã số 4 nha cô chú anh chị nha. Dạ. Mã số 4 này là cây đế lù ha quý cô chú, nằm trong lù luôn ha. Còn dính à, cái nguyên cái miệng lù nó ăn vô gọng rễ này ha. Em không khự ra được. Cây này là cây khá đẹp ha quý cô chú. Giót ngọn luôn nha cô chú anh chị. Giót ngọn búp măng mà chi cành có đủ ha quý cô chú, ghép luôn ha, không thiếu nha. Dạ. Đế là tứ diện nôm xuống cộng đế rất lực quý cô chú ơi. Cây này bóp giót nhìn thấy vàng đế này cỡ ở trong còn nữa, nhưng mà em chỉ làm bao nhiêu thôi cho nó sống khỏe quý cô chú. Rồi em cho thông số luôn ha. Dạ. Hoành thân tại vị trí này là 39 nè. Dạ, hoành 39. Chiều cao của em nó là 67 nha. Em đo cái giót ngọn của nó. Giót ngọn của nó là 15 theo quý cô chú. Dạ, giót ngọn rất, còn rất 15 là, cô chú chị. Rất là năng cây quý cô chú ơi. Bóp giót rất đẹp. Đế sổ nôm nó là 22 theo quý cô chú. Dạ. Mà em đo tổng luôn. Hoành bầu nó là 137 nha quý cô chú. Dạ rồi, 137 luôn cô chú anh chị. Bầu đế này là hết hết cái bầu này luôn rồi. Cây này cây cây đẹp ha quý cô chú. Dạ rồi, mã số 4 phôi tứ quý giấc ngọn búp măng luôn nha cô chú anh chị. Dạ. À mình Zalo cái như này em xin Zalo với giá là 9.500.000 ạ. Dạ, 9.500.000. Dạ rồi. Mã số 5 nha cô chú rồi. Anh chị nha. Mã số 5 này một cây phong cao hả quý cô chú. Dạ, phôi tứ quý phải không ạ? Dạ, này tứ quý luôn, chừng nào mai vàng em báo mai vàng ạ. Dạ. Đế thì cũng đều tứ diện hả quý cô chú. Nhìn mặt này nhìn như như con bạch tuộc vậy ha. Có ai con mắt luôn. Nhiều nhìn tui. Cây này nó rất viên cây, nó lượn ấy. Chi cành thì bỏ đều rồi trên dưới luôn ha. Nếu mà quý cô chú nè muốn ghép mà để trước nhà thì mấy cái này thì như ý vậy ha. Còn mấy cây lùng lực thì mình ghép mình để đầu bằng bàn lại ha, dạ. Hoặc là để đồn. Mấy cái này thì để trước nhà. Dạ, trên thông số luôn chị ha. Dạ.
Hoành tại dưới này là 33 ha. Dạ rồi, hoành 33. Chiều cao của em nó là 134 nha. Đường kính bầu là 48 ha. Rồi. Cây mã cây tứ quý mã số 5 này em xin Zalo với giá là 4.200.000 ha quý cô chú. Dạ 4.200.000 cây tứ quý phong cao nha cô chú anh chị nha. Dạ rồi, đổi giùm em luôn chị ha. Dạ, tiếp tục là mã số 6. Cũng là một cây tứ quý không cao luôn nha cô chú anh chị. Cây này lập tàn dầu ha quý cô chú. Dạ. Đế bỏ tứ diện cũng nôm xuống nha quý cô chú ơi. Ở dưới đây cũng còn ghế nữa nha cô chú anh chị ha. Rồi tranh thông số luôn nha chị. Hoành thân đại chí là 29 nha quý cô chú. Dạ 29. Chiều cao của em nó là 130 ha. Đường kính bầu dài nhất là 44 nha. Cây tứ quý mã số 6 này em xin Zalo với giá là 3.500.000 ha quý cô chú. Dạ 3.500.000. Dạ rồi, đổi cây giùm em chị ha. Dạ. Tiếp theo là mã số 7 nha. Phôi tứ quý luôn nha cô chú anh chị. Một cây phong cao luôn nha. Chi cành có đủ ghép hết quý cô chú ơi. Dạ. Đế nó rất là nôm ha. Cộng đế lực lực rất là nôm ha quý cô chú. Đế nôm bỏ đều luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, trên thông số luôn. Cây này là nó trên mặt đất gì luôn, em chỉ moi sơ sơ ở dưới này chút xíu à. Còn mấy này là trên mặt đất lòi rễ luôn ha quý cô chú. Dạ. Cây này mà mua là nhìn vô là thấy liền ha. Hoành thân tại vị trí này là 26 à. Dạ rồi, 26 hoành. Chiều cao của em nó là 131 à. Đường kính bầu dài nhất là 48 à. Rồi cây mã số 7 này em xin Zalo với giá là 4.800.000 ha. Dạ, tôi quý mã số 7 là 4.800 nha quý cô chú anh chị. Bao ship cho mình luôn nha. Cô chú anh chị thấy ưng ý phần nào thì mình liên hệ với số điện thoại của Khả Như cô chú anh chị ha. Rồi em đổi cây em ha. Rồi, mã số 8. Phải không ta? Phải. Dạ. Cây mã số 8. Tứ quý nha cô chú anh chị, cốt cành tứ diện luôn nha quý cô chú anh chị. Phôi tứ quý mã số 8. Cốt cành ở tứ diện rất là hài hòa hả quý cô chú. Cây này ghép là như ý ha. Bộ đế thì cũng bỏ tứ diện hết ha. Không thấy con nào không trống hết đi. Con ghế cũng lớn lớn không nha quý cô chú anh chị. Dạ. Dạ rồi. Em xin là thông số nha. Hoành thân tại vị trí này là 30 ha. Dạ rồi, hoành 30. Chiều cao của em nó là 128 ha quý cô chú. Đường kính bầu dài nhất là 50 ha. Rồi cây mã số 8 này em xin Zalo với giá là 4.500.000 ha. Dạ. Cây này là cốt cành nhìn là khỏi chê ha quý cô chú. 4.500.000 nha cô chú anh chị, bao ship toàn quốc cho mình luôn nha. Dạ. Dạ rồi. Mạnh dữ. Sáng sớm. Số chưa 9. Chưa thì thấy. Mã số 9 là một phôi tứ quý nữa nha cô chú anh chị. Này cũng chi gành đóng đủ hả quý cô chú. Dạ. Mấy này đế nôm lực hết ha. Cộng đế số nôm cũng gần bằng gan em ha. Dạ.
Dạ. Rồi, em xin ra thông số ha. Hoành thân vậy tại vị trí này là 30 ha quý cô chú. Dạ hoành 30. Chiều cao của nó là 118 ha. Đường kính bầu là 47 ha. Rồi. Cây mã số 9 em xin Zalo với giá là 4 triệu đồng ha quý cô chú. Dạ 4 triệu mã số 9 nha cô chú anh chị nha. Phôi tứ quý. Dạ rồi. Đổi giùm em luôn nha chị. Dạ, mã số 10 nha cô chú anh chị nha. Rồi. Đó, dán nha, lắc. Dán siêu siêu luôn ha. Cái này nhìn như dán thú nha. Đít bự ha. Không biết cô chú. Gãy chịu lực nó cộng rất bự ha. Đế đều tứ vị hết. Cây này rất khá cây, đẹp cây ha. Chi cành cũng có luôn nha cô chú anh chị. Chi cành đủ đóng đều hết quý cô chú ơi. À, cây này đâm một kéo nhựa nhiều nha cô chú anh chị. Cây này là hỏi em là sống khỏe không nha quý cô chú. Cây này mình trồng xuống cỡ nửa tháng tháng đó mình ghép vô được rồi ha. Dạ rồi. Rồi em xin thông số. Hoành tại chí là 33 ha quý cô chú. Dạ rồi, hoành 33. Chiều cao của nó là 88 ha. Đường kính bầu dài nhất là 41 ha. Rồi, cây mã số 10 em xin giao lưu với quý cô chú là 4 triệu 400 ngàn ha quý cô chú. Dạ, 4 triệu 400 ngàn. Mã số 10. Rồi. Dạ rồi, đổi giùm em luôn chị ha. À, mã số tiếp theo là mã số 11 nha cô chú anh chị mã nha. Số 11 này mai vàng thôi quý cô chú ơi. Dạ phôi mai vàng. Dạ. Cây này thì nó tuy nó nhỏ mà nó có vỏ ha quý cô chú. Ông gửi tôm cũ lùng lực búp măng luôn có đúng bonsai luôn quý cô chú ơi. Dạ. Đây đây ghép đây đây với lên cái ngọn nè hết ý nha. Cộng đế lực lực không ha. Đế khá là đẹp nhân nha cô chú anh chị. Dạ rồi, trên thông số luôn nha chị. Cây này nhỏ mà khá đẹp ha quý cô chú. Rồi, hoành tại dưới này là 33 ha. Dạ rồi, hoành 33. Chiều cao của em nó là 42 ha quý cô chú. Đường kính bầu là 43 ha. Rồi. Nếu mà anh chị nào thích bonsai để bạn thì alo em cây này ha. Yeah. Cây này nhìn rất đẹp cây quý cô chú ơi, tuy nó nhỏ nhưng mà nó đẹp lắm. Dạ rồi, giá Zalo bao nhiêu chị hả? Dạ, cây này em xin Zalo với giá là cây mã số 11 em xin Zalo với giá là 3 triệu rưỡi ạ. Dạ, 3 triệu 500 ngàn. Bao ship cho cô chú anh chị mình tới nhà luôn nha. Yeah. Dạ rồi. Tiếp theo là mã số 12. Rồi. Cây mã số 12 này là cây mai xù hả quý cô chú? Dạ. Xù là muốn hết mình luôn rồi ha. Dạ, từ ở trên này xuống luôn nha cô chú anh chị. Chi cạnh thì bỏ đều hết luôn. Nếu mà quý cô chú nào ghép thì cây này về là mình ghép liền cũng được. Xù lên xù cũng khá là nhiều luôn nha cô chú anh chị. Xù hơn, nổi cộm hơn á, muốn ngón tay em luôn ha. Xù hết trơn luôn. Trên đây thì nó chưa có hôn nguyên nhưng mà nó cũng hiện tượng lên này. Lên này, xù từ cái này là 100% hết quý cô chú. Đế gì thì cũng được ha. Xù này không có bóp đế lắm nha. Đế cũng khá đều quý cô chú ơi. Rồi. Em xin đo thông số nha. Hoành thân tại vị trí này là 33 ha. Dạ rồi, 33. Tôm chặt thức dây luôn ha quý cô chú. Đó. Chiều cao của em nó là 56 ha. Đường kính bầu dài nhất là 39 ha. Rồi.
Cây mã số 12 này em xin giao lưu với giá là 6 triệu 900 ngàn ha quý cô chú. Cây mai sù búp măng 6 triệu 900 ngàn. Một cây sù cũng khó kiếm lắm quý cô chú ơi. Dạ rồi. Đợi em luôn chị ha. Rồi. Lên đây nè nha. Có đồ chim nha. Rồi. Dạ. À, mã số 13 nha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 13 này là thân trực quân tử nha quý cô chú. Dạ. Chi cành là dư luôn ha, chứ không em không nói đều nữa ha. À. Cái này ghép vô là rất là đều tàn quý cô chú ơi. Cây này sống khỏe luôn ha. Nó nổi bắt đầu nổi sù lên cũng nhiều ha. Dạ. Em không học em báo sù nhưng mà cây này tương lai lên sù nhiều. Dạ, cây nó nuôi vú bò lên vú bò mấy cái chi cành ở trên này cô chú dạ. Anh chị. Đế thì để gốc chi A lên ha quý cô chú. Cộng lực lực không ha. Không thiếu con nào hết, trong này cũng còn ha quý cô chú. Cái rễ cái đế nó cứ nuôi nằm mấy cái cục. À, dạ cay lắm nha cô chú anh chị nha. Dạ, rồi. Dạ. Xin ra thông số nha. Rồi, hoành thân tại vị trí này là 38 ha quý cô chú. Dạ rồi, hoành 38. Đặt hết dây này ha. Rồi em đo xuống cái củ đặt của nó trên đầu rễ ha. Củ đặt trên đầu rễ nè. Là 52 ha quý cô chú. Dạ. Rồi. Chiều cao của em nó là 98 ha. Đường kính bầu dài nhất là 46 ha. Dạ. Cây mã số 13 này em xin giao lưu với giá là 6 triệu 400 ngàn ha quý cô chú. Dạ 6 triệu 400 ngàn. Cộng đế vàng ôm ha quý cô chú ơi. Cộng đế vàng khè với vàng 24 luôn ha. À. À, cây này chà ra là vàng tươi luôn. Cây này gốc cạnh có sẵn rồi mình ghép là đủ tàn mau chơi luôn nha cô chú anh chị. Dư luôn. Dạ rồi. Mình đổi giùm em ha. Chim. Dạ mã số 14 nha quý cô chú. Rồi, anh chị nha. Mã số 14 nha. Là một cây mai vàng ha quý cô chú. Dạ. Màu phôi mai vàng. Cây mai vàng này cũng bóp giót luôn ha. Cây này người ta trồng cũng 3-4 năm ở dưới đất rồi người ta mua về ha quý cô chú. Mấy này là mặt cắt nó liền hết trơn ha. Liền cây này nuôi tương lai lên sù quý cô chú ơi. Cái này à, ở dưới đế nở nha cô chú anh chị, mà lên tới ngọn giót ngọn còn có chút xíu nha cô chú anh chị. Cây này hồi xưa cắt quá trời sát. Thôi cây này là cây đẹp. Bóp giót. Cây dáng trực. À. Giót cây nhìn rất là đẹp cô chú. Bá nha quý cô chú. Nguyên cái mặt nó giót à. Dạ. Cây này đó chủ nhà không biết cắt sát quá. Lâu chơi lâu ăn mà giờ có chi đều hết rồi mình về mình ghép cũng mau chơi ha. Dạ. Yeah. Mấy này là nó liền mà cắt hết quý cô chú ơi. Có mấy cái chi cành này là vừa ghép luôn á cô chú anh chị. Rồi em xin đo thông số nha. Hoành thân tại vị trí là 36 ha. Dạ rồi hoành 36. Để em đo cụ đặt nó quý cô chú. Củ đặt nó là 65 ha quý cô chú. Dạ rồi. Rồi. Chiều cao của nó là 104 ha. Đường kính bầu dài nhất là 41 ha quý cô chú. Rồi. Cây dạ. mã số 14 này em xin giao lưu với giá là 3 triệu 400 ngàn ha quý cô chú. Dạ 3 triệu 400 ngàn. Dạ. Đế nợ dữ nha cô chú anh chị. À, rồi đổi cái giùm em luôn chị ha. Rồi.
nha. Tiếp theo là mã số 15 nha cô chú anh chị nha. Rồi, một phôi mai vàng dán trực luôn cô chú ơi. Trực quân tử luôn ha quý cô chú. Dạ. Cộng đế nôm rất đẹp ha quý cô chú ơi. Nôm mà đây. Lực không nha cô chú anh chị. À. Nhìn cũng rất khá cây ha quý cô chú. Nhìn mới tưởng cây khế không à. Nó già cây lên da chăng hết trơn nha cô chú anh chị nha. Nhãn rồi. Em xin đo thông số. Hoành thân đại vị trí này là 39 nè. Dạ 39 hoành. Chiều cao của em nó là 123 hả quý cô chú. Đường kính bầu dài nhất là 49 hả quý cô chú. Cây mã số 15 này em xin giao lưu với giá là 2.800.000 hả quý cô chú ơi. Dạ 2.800.000 mã số 15 nha cô chú. Ý lộn 15. Có mấy cái nhánh chi nhỏ nhỏ này là ra tường là mình vừa ghép luôn nha quý cô chú anh chị. Cây này rễ cám còn nhiều lắm hả quý cô chú. Đây đây này rễ nó nè, chứ phải đất nữa ha. Rễ cám nhiều lắm. Dạ rồi. Cây này là sống khỏe luôn ha. 2.800.000. 2.800.000 thôi nha cô chú anh chị, bao ship tới nhà mình luôn nha. Dạ. Dạ rồi. Rồi. Lấy cây trong ra nè. À, tiếp theo là một phôi cũng lùng lực luôn nha quý cô chú anh chị. Lùng lực à, mã số 16 nha cô chú anh chị nha. Cây cũng khá đẹp hả quý cô chú. Cộng đế rất lực ha. Nôm nhìn nó cũng dốc chứ e hả quý cô chú. Cây này đang lên xù ha. Mấy chỗ này xù hết trơn hả quý cô chú. Nhìn nó lực cây lắm nha cô chú anh chị nha. Nhìn ở ngoài lực cây lắm cô chú ơi. Cộng đế bự bự cắm cắm không cắm xuống không ha. Em xin đo thông số nha. Hoành thân tại vị trí này là 41 nha. Dạ rồi hoành 41. Chiều cao của em nó là 62 nha quý cô chú. Đường kính bầu dài nhất là 46 nha. Em đo cũ đặt ở trong này cho quý cô chú xem tham khảo nha. Đây, củ đặt nó là 93 ha quý cô chú. Dạ, 93. Nhìn ở ngoài cái này rất đẹp ha. Tiếc cái chủ nhà cắt mấy này sát quá. Nó mấy cây này mấy cây đẹp không cô chú anh chị. Đó, nhìn luôn già cây lắm nha cô chú anh chị. Có mấy cái cốt cành này thì nó ra tuột. Mình ghép được là đều tàn đó nha cô chú. Dạ. Rồi. Cây cây mã số 16 này em xin giao lưu với giá là 4 triệu đồng ha quý cô chú ơi. Dạ. 40 hoành 4 triệu đồng luôn ha. 4 triệu nha cô chú anh chị, mã số 16. Cây này nuôi lên tiền quý cô chú ơi, lên xù quá trời nè. Nó bắt đầu lên xù nhiều. Dạ. Rồi, đổi cây giùm em chị ha. Rồi. Cây này cũng mai vàng với cô chú. Cây này cây cuối clip em ha. Dạ, mã số 17 nha cô chú anh chị nha. Một cây dán trực. Trực quân tử ha. Đế thì nó bỏ đều hết quý cô chú ơi. Nhìn thấy cũng quái cây ha. Lên xù da cốc ở dưới hết rồi ha. Xù cốc. Chi cạnh thì cũng có quý cô chú ghép ra thì nó hơi nhỏ. Nuôi kéo mà cắt gì là cũng lâu năm lắm mà tại chú này ổng ít chăm sóc nha. Chợ dưới này lên xù cốc nha cô chú anh chị nha. Xù cốc hết ha. Dạ rồi. Nhìn chị mặt này thì nhìn thấy thương hết quý cô chú. Dạ. Có đôi chút ép ha. Nhìn quá quái gây. Rồi, hoành thân tại vị trí này là 38 nha. Dạ rồi, 38 hoành.
chiều cao của em nó là 104 nha, đường kính bầu dài nhất là 46 nha. Rồi cây mã số 17 này em xin giao lưu với giá là 2.200.000 ha quý cô chú. Dạ, 2.200.000 một cây mã số 17 nha cô chú anh chị nha. Một phôi mai vàng dán trực. Dạ rồi. Rồi, dạ. Cuối clip con cũng cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ con clip trước nha. Dạ. Dạ, con xin chúc sức khỏe quý cô chú ạ. À. Dạ chân rồi. Cảm ơn luôn ha. Em cảm ơn chị đã chia sẻ, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. À, chúc cô chú anh chị sẽ sưu tầm thêm được nhiều phôi mai đẹp quái cho mình nha. À, em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị những vào những clip sau ạ. À.